Chỉ còn 2 ngày nữa, PSG sẽ thi đấu trận mở màn League 1 với Lorient. Tuy nhiên, tình hình hiện tại ở câu lạc bộ thành Paris rất loạn. Trong những ngày qua, PSG liên tục đưa ra sự trừng phạt với Mbappé. Đáp lại, tiền đạo người Pháp cũng có hành động chọc tức đội bóng. Chưa dừng lại ở đó, Neymar cũng để đạt nguyện vọng ra đi vì chán ngấy với tình cảnh loạn ở PSG trong những năm qua. Đội bóng thành Paris tiếp tục đưa ra biện pháp trừng phạt với tiểu Pelé. Theo nhật báo uy tín Lê Quay, huấn luyện viên Luis Enrique và cố vấn bóng đá Luis Campos đã triệu tập riêng 5 cầu thủ gồm Neymar, Verratti, Hugo Ekitai, Renato Sanchez và Juan Bernat để thông báo họ không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng mùa giải tới. Theo ghi nhận, Neymar không hề ngạc nhiên với điều này, bởi lẽ cầu thủ người Brazil cũng có nguyện vọng ra đi. Do đó, việc được thi đấu cho PSG ở mùa giải tới không còn quan trọng với tiền đạo sinh năm 1992. Sau vụ Mbappé nổi loạn, đội bóng thành Paris đã phát đi tuyên ngôn cứng rắn. Họ sẵn sàng đẩy những cầu thủ không còn muốn cống hiến cho câu lạc bộ ra ngoài kế hoạch, nhằm tránh tình trạng loạn như những năm qua. Tờ Sky Sports cho hay, PSG sẵn sàng để Neymar ra đi với đề nghị hợp lý. Nguồn tin này cho hay, đội bóng thành Paris chỉ muốn thu về từ 50 đến 80 triệu bảng, 58 đến 92 triệu euro, ở thương vụ này. Đây là con số rất thấp so với số vốn 222 triệu euro PSG chi ra để chiêu mộ tiểu Pelé vào năm 2017. Hiện tại, Barcelona, Chelsea, Al Hilal đều muốn có sự phục vụ của ngôi sao xứ Samba. Trong khi đó, ở thương vụ này Verratti, câu lạc bộ Al Hilal sẵn sàng trả 45 triệu euro. PSG rất háo hức với lời đề nghị này và sẵn sàng bán tuyển thủ Italy bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, đội bóng nhà giàu nước Pháp muốn sử dụng hai người thừa, Ekitai và Renato Sanchez trở thành một phần trong vụ trao đổi Kolo Muani với Frankfurt. Azpilicueta đã chia tay Chelsea để chuyển sang khoác áo Atletico Madrid và nhiều nguồn tin nhận định lão tướng Thiago Silva sẽ là người được giao trọng trách đeo băng đội trưởng của Chelsea. Tuy nhiên, ông Mauricio Pochettino đã quyết định chọn Reece James làm thủ lĩnh phòng thay đồ của đội bóng thành London. Reece James trưởng thành từ lò đào tạo của Chelsea, anh hai lần cùng U18 Chelsea vô địch FA Youth Cup. Sau khoảng thời gian chơi bóng ấn tượng tại Wigan theo dạng cho mượn, James được Lampard đưa trở lại Chelsea. Kể từ đó anh chứng tỏ khả năng và trở thành trụ cột của đội bóng thành London. Trong một bài đăng trên tài khoản Instagram của mình, James hứa sẽ làm mọi thứ có thể để giúp Chelsea đi đúng hướng, trở lại nơi họ thuộc về và giành các danh hiệu. Anh viết, đội trưởng của Chelsea, một khoảnh khắc thực sự vinh dự và tự hào đối với tôi và gia đình tôi. Câu lạc bộ này là tất cả những gì tôi biết trong 17 năm qua. Từ tận đáy lòng, tôi muốn cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi trên hành trình đạt được điều này. Vai trò mới đối với tôi, nhưng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giúp dẫn dắt câu lạc bộ của chúng ta đi đúng hướng. Trở lại nơi chúng ta thuộc về, giành danh hiệu. Hẹn gặp bạn tại Bridge vào Chủ nhật.